Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Trong cái tuần này thì anh em thấy là tôi ra clip nó không được đều. Sắp tới là đến sinh nhật của cả hai vợ chồng tôi, thế nên là tôi cũng dành ra một chút thời gian trước cái ngày sinh nhật để hâm nóng lại tình cảm. Thời gian trôi quá là nhanh luôn. Cách đây 7 năm ấy, tôi còn không nghĩ là tôi sẽ có vợ cơ. Dã man. Thế bây giờ lấy vợ 6 năm rồi. Đấy, được tặng thêm hai sản phẩm tặng kèm nữa. Ngày xưa tôi nhát gái lắm anh em ạ. Thế tôi nghĩ tôi sẽ không tán được bất cứ ai đâu. Thế mà tôi lại tán đổ được vợ tôi, thế nó mới tài. Hồi trước thì tôi quen vợ tôi là ở trong một cái công ty làm về thiết kế. Hai vợ chồng là đồng nghiệp đấy. Thực ra công ty đấy nó rất là đông và rất nhiều người độc thân. Tôi thực ra tôi vợ tôi thì cũng chả có cái ấn tượng gì với nhau cái lúc đầu cả. Cả hai đều không có ấn tượng gì với nhau bởi vì công ty rất đông anh em ạ, công ty rất đông. Nó rơi vào đâu đấy nó tầm khoảng 200 người. Đấy thì cứ lên đi làm thôi, đi làm nhiều thì quen nhau gọi là quen biết thôi. Nhưng mà các cụ đã có câu lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén. Nó đúng với cái câu chuyện của tôi luôn. Thực sự là như thế. Cái đợt vợ tôi ấy, nếu mà nó không có một cái tình huống này nó xảy ra thì chắc là tôi với vợ tôi cũng sẽ không bao giờ là có tình cảm với nhau. Đấy là vợ tôi trong một cái khoảng thời gian làm ở trên công ty đấy thì vợ tôi bị tai nạn. Đấy, bị ngã xe khiến cho vợ tôi coi như là không thể đi làm bằng xe máy được. Đấy, thế là trong cái lúc mà vợ tôi không đi làm bằng xe máy được ấy thì nhà tôi lại rất là gần nhà vợ tôi. Thế là mình thành xe ôm luôn. Hàng ngày là cứ chở đi chở về thôi. Đấy. Thế rồi dần già rồi là cũng quen nhau từ đấy. Cũng quen biết rồi cũng thân nhau hơn. Đấy, sau rồi là anh em cũng biết, nếu mà anh em làm thiết kế anh em cũng biết là cái việc làm thiết kế thì thường là sẽ phải ngồi trên công ty rất lâu. Sáng có thể đến muộn một chút nhưng mà thường là hàng ngày ấy, buổi tối nó sẽ về rất là muộn. Thì đấy thì tôi vợ tôi cùng làm thiết kế nên là hay ngồi cùng nhau rất là muộn. Và chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ phải tới thôi. Đấy, nhưng mà đợt đấy thì nói chung là mình cũng còn trẻ người non dạ, cũng rất là nhát gái nên là cũng không dám nói ra đâu anh em ạ. Cũng không dám nói ra, cũng không nói gì luôn. Cứ chỉ biết là thích thôi nhưng mà không dám nói ra. Đấy, và anh em có tin là tôi đã ngỏ lời với vợ tôi đã nói cái điều đấy cho vợ tôi qua một cái kênh YouTube không? Không phải kênh này nhá anh em nhá. Đợt đấy nó có cái kênh 23 Creative. Đấy, tôi nhớ rất là rõ là năm 2017 ấy, nó có cái kênh 23 Creative. Thì cái lúc đấy nó lại đúng vào cái ngày Valentine. Đấy, thế là tôi mới ở trên cái chương trình đấy, nó mới có cái chương trình là sưởi ấm cái gì đấy Valentine ấy, tôi nhớ là thế. Thì tôi lại viết thư cho vợ tôi ở trên cái chương trình đấy. Đấy, xong cuối cùng là tôi lại gửi cho vợ tôi nghe. Thế là sau cái hôm đấy thì một phép màu đã xảy ra và cái phép màu đấy nó đã dẫn tới cái ngày hôm nay, cái hệ quả ngày hôm nay. Dã man. Tự nhiên kể cho anh em lại thấy nhớ cái chương trình đấy. Tí tìm lại xong hai vợ chồng cùng xem lại được. Chương trình kết nối yêu thương của 23 Creative ngày trước cũng rất là hay. Kết nối mọi người với nhau. Đấy, và nhất là rất là có ích cho những cái ông giống tôi, những cái ông mà nháp không dám nói. Thì nó rất là thú vị với cái việc là sau cái chương trình đấy là chúng ta có người yêu. Ủa, được đấy nhở. Trận này chắc là trên mết rồi. Hai gót này. Này để ngon hơn nhỉ. Cho hai gót vào thì lại phải bỏ ấy à. Bỏ dưa so ra à. Bỏ dưa so đủ mana không? Thôi không cần đâu. Cái này cũng được. Con dưa so nó sẽ giúp cho con Heaven Bomber nó đủ mana, nó có thể tung trưởng sớm anh em ạ. Bỏ gót vào sợ không có mana tung trưởng ấy chứ. Nó mà phải tung trưởng thì nó mới có thể tung lần thứ hai được. Cái lần đầu tiên nó không tung được trưởng thì khó lắm. Thôi cứ để cái này đi. Ba goblin. Được.
Trận này có thể về phe giờ 9 phe giờ nếu mà chúng ta lên được cái con cây sớm. Đấy. Ở đây ra cây sớm này. Hôm nay sau bao nhiêu ngày vắng bóng ở trên YouTube thì quay lại, có khi là chúng ta sẽ làm một cái trận đấu mà nó độc dị lạ một tí anh em nhé. Chắc là tôi sẽ chơi một cái bộ gì đấy mà nó hay ho một tí. Chào mừng cái ngày quay trở lại. Để xem nào. Làm content tí nhỉ. Thực ra tầm này tôi nghĩ là các anh em cũng đã bắt đầu là lên queen rồi, nên là chắc là cũng không cần cái đội hình lên queen nữa đâu. Bởi vì anh em cũng đã lắm được cái meta rồi. Meta mới này thì cứ gót mà phang thôi. 3 mét này. Trận này vẫn có thể chơi gót. Trận này có rớt, có khan nhá. Có thể chơi gót nhưng mà có thể chơi một cái bộ gót gì đấy mà nó cực kỳ hay. Đấy. Nó thật là hay. Để xem nào. Nếu mà ra được human thì tốt. Ra human sớm ấy. Ra human sớm cho tôi thì có thể là tôi sẽ cố gắng tôi lên 11, tôi sẽ đánh một cái bộ này nó sẽ rất là thú vị. Ok. Ủa thầy hơi to nhá. Thua lên kìa. Ui thua. Thua. Ơ giết được con này. Giết được không? Được. Ui mày thế. Ra vừa rồi tí thua anh em ạ. Giữ chuỗi đấy. Ơ Grim à. Grim à. 9 mét á. Thôi. Không nha anh em nhá, không chơi 9 mét đâu. Về căn bản là cái bộ 9 mét mấy cái video trước là tôi đã chơi rồi anh em ạ. Nên là thôi. Mà dù ra con Grim sớm này thì 9 mét cũng rất là ngon. Flame cũng lên được 2 sao rồi. 9 mét có khi là form sớm được ấy. Ở trước round 15, nếu mà ra Grim này thì khả năng trước round 15 là lên được 9 mét. Nhưng mà tôi dự định là tôi sẽ kiếm sách sớm nên là thôi. Chả mua để làm gì cả. Đây rồi, hay quá. Búa xét. Được. Chết rồi, thế này phải bán đi à. Agali Clay này. Từ từ đã. Round này thì khả năng thắng là cao. Thắng thì mua Agali Clay vào. Sau đó tôi sẽ roll 2 phát. Round sau roll 2 cái đã. Để kiếm xem có già con già không. Clyde quay trở lại không nhỉ? Vừa có cái bắp cho con Live Blade Live ấy, trong bộ Clyde ấy. Không biết là có thằng nào chơi không? Rồng à. Rồi, luôn đã. À ui dồi ôi. Nhưng mà hết tiền rồi. Thôi, đợi round này thắng thôi. Round này chắc vẫn thắng thôi. Nếu mà thua tôi sẽ bán một cái con Goblin đi để tôi mua. Từ từ đã, tôi đang chưa muốn cho con Human vào. Mặc dù là chúng ta có 3 Human rồi, nhưng mà nếu mà tôi bỏ con Soundbreaker ra thì đội hình nó lại hơi yếu anh em ạ. Soundbreaker bây giờ đang 2 sao để lại làm tăng cơ phía trên. Đợi chút. Phải có một con 2 sao nữa thay thế. Ví dụ như là con Zipper chẳng hạn. Zipper lên được 2 sao thì bỏ bài. Ơ, thằng này sao lại bỏ bài ra này. Ơ, vậy này. À ui rồi, đây rồi. Ui, có cả Dragon Clay này.
Liệu có vẻ là 6 human sớm không nhỉ? Rồi. Ổn chưa? Thế này ổn chưa? Tôi nghĩ là ổn rồi đấy. Cái hàng phía trên nó dày là nó đủ đủ khả năng để chúng ta có thể gây đam được. Thì tôi sẽ bỏ Soundbreaker ra thôi. Xem nào. Bây giờ không biết là chơi Feather hay là chơi ấy đây. Chơi mết đây. Human ra như này là cũng là 4 con rồi đấy nhá. Đấy. Và chúng ta đang có cái Free Roll. Sau round 15 mà không ra đủ thì thôi. Ui thằng này to thế. Vãi đái, ăn nổi không? Cũng level 7. Ui rồi ôi, nhưng mà tôi ăn được, tôi vẫn thắng anh em ạ. Quá hay. Ơ kìa. À, đập trứng cái Thunder à? Xem nào. Đập trứng cho Thunder này. Thế chơi mết rồi. Còn cái con Kunkka này thì mua kiểu gì đây? Phải bán cái con ấy đi à? Ok. Rao này chắc là vẫn thắng đấy anh em ạ. Tôi cứ để này đã. Thắng lên mua con Kunkka thôi. Chứ còn không cho Kunkka vào rao này. Bài này mạnh mà. Nhìn ở rao 15 mà hết sạch tiền này là anh em biết là nó khỏe rồi. Ok. Tôi đang có một cái content này tôi nghĩ ra cũng ghê đấy anh em ạ. Ui 6 human rồi này. Được đấy. Thế thì được. Chưa đủ 5 con. Đây. Thế nhưng mà bỏ đi hơi nhiều nhỉ. Rồi. Ra đủ 6 con này thì tự tin cắn sách thôi anh em ạ. Kunkka này. Nhưng mà như thế này thì khả năng là round sau chúng ta vẫn chưa thể lên được 8 đâu. Khó. Sau human sớm. Trận này chắc chắn là sẽ lên được 11 đấy. Còn 12 thì chưa biết. Mà 11 thì chắc chắn là lên được rồi. Cấm đánh không nhỉ? Để xem nào. Trận này có beat. Có cả mấy cái thằng chơi bắn trưởng rồng mết luôn. Thôi được rồi. Lấy cái quả cầu vực thảm đi. Bọn beat thì chúng ta vẫn có thể ăn được. Nhưng mà cái bọn kia thì phải có quả cầu vực thảm mới ăn được. Chứ còn cấm đánh mà lấy để mà chống beat thì nó cũng không ăn thua. Ok như này liệu rằng là có thua mất chuỗi không nhỉ? Này vẫn chưa lên được level 8. Nếu mà lên level 8 là phải bán một con đi. Thôi từ từ đã. Đánh cho nó an toàn anh em ạ. Ui mày thế tí thua anh em ơi. Vãi đái. Thằng này to. Được không? Đồ nó cũng ngon cơ. Được mày quá anh em ơi, không tham. Không tham quả vừa rồi lấy kiếm 4 quyển sách. Kiếm một quyển thôi. Ok. Rồi, lên 8 đã. Sáu human này. Được chưa? Ok chưa? Bán luôn con này đi.
Buồn chưa? Chẳng là anh em biết là tôi làm content gì không? Hôm trước ấy, tôi đã làm một cái trận đấu mà đã chơi cái đội đấy rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay tôi muốn làm lại nhưng mà ở cái mức tối thượng hơn. Hôm trước nó chưa được tối thượng. Chúng ta đánh ở level 10 thôi. Mà hôm nay mà lên được 11, 12 thì úi dồi ôi luôn. Anh em nhớ cái bộ Godfather không? Đấy, hôm nay tôi chơi Godfather nhưng mà đánh ở level 12 nhá anh em nhá. Tôi nhìn thấy là ở trong trận đấu này có con Squire là chơi được rồi. Có Squire, có Zerg. Godfather mà đánh ở level 11 ấy, hoặc là level 12 ấy, là chúng ta kết hợp được với cả 6m nữa. Quá kinh khủng. 6m kết hợp với 4 God, kết hợp với cả 6 Feather. Không biết là cái bộ mét đấy lúc đấy nó là gọi là mét hay là gọi là bộ Feather nữa. Đây rồi. Chúng ta sẽ có 4 Clay. 4 Clay này sẽ mạnh hơn là chúng ta kẹp con cây 2 sao đấy anh em ạ. Bây giờ 4 Clay nó bắp cho cả toàn bộ đội hình rồi, chứ nó không như ngày trước nữa. Ngày trước là cần phải 6 con cơ, nhưng bây giờ 4 con là đủ. Ok, lại gặp lại con Beat. Đấy, cái con Sandbow nó tung trưởng mà có mất tí máu ở đâu. Cái này nó bật giáp ngay từ đầu mà. Ok, bắt đầu bây giờ bắt đầu gỡ lại tiền rồi này. Tiền bắt đầu bây giờ bắt đầu lên dần. Level 8 20 tiền rồi. Ok, tôi sẽ cố gắng tôi dí cấp thật là nhanh. Đảm bảo làm sao để round 23 lên được level 10 anh em nhé. Round 23 lên được 10 hoặc là round 27. Trận này tôi nghĩ là sẽ là round 27 đấy. 23 tôi sợ là hơi khó. Trận này có cả God Warlock à? Sẽ có thằng chơi God Warlock. Nhưng mà còn nhà Beat ở trên có thể giúp chúng ta xử thằng đấy được. Với cả cái bộ này tí nữa nó đủ bộ thì nó cũng sẽ mạnh, nó cũng không ngán lắm đâu. Cần kẹp thêm con Doom vào thì chơi luôn. Trận này nhiều God phết đấy anh em ạ. Đúng là meta God có khác. Rất nhiều người chơi God. Bản thân tôi là cũng đang xây dựng cái bộ God đây. Thằng này là God đỏ đúng không? Ok kìa, vớ vẩn thua này. Ok kìa, đứng. Không. Không. Ui rồi ôi, kinh á. Căng quá. Hay. Hay quá nhờ. Già này. Bỏ Kunka đi đó. Chỉ bỏ là Kunka thôi. Mấy cái con Clay thì đương nhiên là không bỏ rồi. Clay để giữ lại để chúng ta có cái hiệu ứng giáp. Trên này nhiều thằng bắn trưởng có giáp cửa lại ngon mà. Một thằng chơi Warrior. Không phải chơi Beat. Một thằng chơi Warrior, một thằng chơi Beat. Còn lại là toàn là bắn trưởng cả. Tầm này chắc là tôi sẽ tiết kiệm sách anh em nhé. Tiết kiệm sách đi. Kiếm đủ 12 quyển sách để lên 11 cái đá. Chắc chắn là lên 11 được thì nó sẽ ok. Còn nếu bây giờ cắn sách không tí nữa lại không thắng được cái round nào thì chết. Lấy đồ xem nào. Thôi được rồi, chốt được cái chén thánh nhá. Chén thánh là cho trâu anh em ạ. Ok. Để tôi rèn lại cái cung luôn. Rồi, lấy cái bơ linh luôn. Không biết là giữ được cái chuỗi này tiếp không. Tầm này là bọn nó bắt đầu khỏe rồi. Gặp mấy cái thằng Warrior với cái mấy cái thằng Beat thì tốt. Còn gặp mấy cái nhà kiểu du xoay các thứ thì không biết được kết liễu nổi không. Ui, ra cả máy bay này. Mà thôi, tôi sẽ không chơi đâu.
11 cuốn rồi đấy. Nếu mà 23 chúng ta lên được 10 là chúng ta sẽ lên được 11 luôn. Lao sau 40 tiền. Được. Vậy là round sau, nếu mà round này thắng thì chắc chắn là sẽ lên được 11. Round này mà thua thì round sau vẫn có thể lên được 11. Lên được rồi. Ok. Gặp thằng đẻ à? Thằng bít đẻ à? Mà thằng này bây giờ vẫn còn lang thang ở level 7 thì chắc là đơn giản rồi. Ăn được thôi. Sẽ ăn được thôi. Nó cũng lấy cái áo choàng kháng phép kìa. Ok, may quá chưa đủ 6 bit anh em ạ. Rồi, thôi nhá, dí cấp lên 11 luôn. Dí cấp lên 11 luôn đi. Trận này là lên được 12 đấy. Sáu mét. Ok chưa? Rao này vớ vẩn mất chuỗi luôn. Đủ 6 mét rồi, liệu có đủ đam để giết cái con du kia không? Mất chuỗi rồi anh em ạ. Thôi được rồi, lên được 11 là được rồi. Du xoay mà, trận này có thằng chơi du xoay, hai thằng chơi cơ. Hai thằng chơi du xoay. Cây này, cây 3 đi xem nào. Cây 3 dồn toàn bộ đồ cho cây nha anh em nhá. Chơi 6 feather kết hợp với cả 6 mét kết hợp 4 gót. Đánh ở level 11 đủ rồi đúng không? Bây giờ bỏ hai con Clyde đi là đủ. Bỏ hai con Clyde đi thay bằng hai con Feather. Đủ bộ. Thiếu con rớt nữa đúng không? Ra con rớt nữa mới đủ bộ được. Ra rớt mới đủ 6 mét kết hợp với cả 4 gót. Ok. Lên được 11 rồi bạn ơi. Tôi lấy cầu kháng phép rồi nên là tôi cũng không sợ mấy thằng chia mết nữa đâu. Giờ chúng ta có mấy cái món đồ kháng phép thì gặp mấy thằng mết là ngon nhất đấy. Còn gặp những cái thằng như kiểu du xoay thì cũng chưa có đam kết liễu. Gặp là thua thôi. Hai rau quái nữa là lên được 12. Cây nó ra sớm nữa tôi mà bây giờ nó vẫn chưa lên được 3 sao này. Xin một con Druid nữa là lên được. Bây giờ chắc là xin hy vọng là ra được cái con Khan là ngon nhất. Đấy. Xin xin con Khan. Xin con Khan không thèm con Unicorn, không thèm con gấu luôn. Bây giờ ra là cứ ra Khan cho tôi. Để xem là tí nữa con cây này nó có phải là cây bất tử không anh em nhá. Con cây dồn toàn bộ đồ cho cây luôn. 6 feather sao còn 6 mét nữa. Cây dồn đồ vào. Cây chắc chắn là hút máu sẽ, nó sẽ hút rất là kinh khủng. Cập đánh đi. Âu rồi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Được đấy nhỉ. Hay quá. Ngon rồi. Trong cái những cái con mết thì tôi sẽ nuôi cả cái con flame nữa anh em nhé. Con đấy nó sẽ gây đam tay. Kết hợp với cả cái bộ gót thì nó cũng sẽ tung trưởng liên tục được nữa.
mỗi lần nó tung trưởng nó sẽ tăng cái tốc đánh của nó lên, khá là khỏe đấy. Nó sẽ là món carry late game, carry đam tay, còn cái con cây nó sẽ đóng vai trò làm tanker phía trên thôi. Cái 3 sao sẽ phải có con flame lên 3 đấy anh em ạ. Vì nếu mà không có con đấy thì chúng ta sẽ không giết được con Ru đâu. Sword Master của đối thủ nó xoay liên tục thì nó sẽ không nhận đam phép. Ok, ăn được thằng này không? Thằng Beat đủ bộ rồi này. Kẹp cá rồi này. Ơ kìa bạn ơi, khỏe chưa? Ô hay quá, đấy, round này lên được 12 rồi. Kiếm 4 quả sách à? Được quá nhờ. Lên 12 có Feather vào luôn. Ngon. Thiếu một con. Thiếu một con Feather này. Gót này. 4 gót đi. Feather tại làm sao mà lại thiếu là bởi vì chúng ta không có con ấy, không có con Squire. Có Squire vào là đủ bộ. Squire với rớt. Ok. Rồi thôi chơi hai gót thôi. Cắt chuối của thằng này không? Tất nhiên là có rồi. Được không? Hai thằng dồn đồ cho Du. Hay quá. Ok rồi. Chưa ra Squire nhỉ. Có Squire chúng ta sẽ bỏ một cái slot mate đi. Bỏ một cái slot mate và bỏ một cái slot Feather đi được. Con này nó có cả hai. Rồi thằng Beat để vô tư rồi. Tầm này Beat siêu đẻ không thành vấn đề nữa rồi. Chúng ta dọn rất là nhanh. Dọn bàn rất nhanh luôn. Hay quá, đồ ngon đấy. Lại ra Thunder này. Thunder 3 sao à? Được. Nhiều đồ phết. Đổi đồ cam cái nhở. Xem nào. Kiếm cái đồ cam bây giờ ra cái gì? Ra đồ tăng cơ cho con cây là ngon nhất. Xem nào. Nếu mà ra được cái búa xét cũng ngon nhá. Cho flame cầm. À úi rồi, được. Thế thì lấy búa xét thôi. Thực ra cái búa xét này có thể cho cả con cây cầm cũng được. Bởi vì bây giờ cái búa xét, cái cơ chế của nó là đấm vào là nó phản lại. Cả hai con đều có thể sử dụng được. Ok. Rồi bây giờ nuôi con Flame với con Thunder lên 3 sao đi. Chúng ta còn đầy máu. Thoải mái. Con Ru này nó vào nó xoay luôn anh em ạ. Nên là chúng ta chả có gây tí đam vào luôn. Vào nó xoay luôn mà. Cay nhỉ. Không ổn rồi. Nó phải lên đánh tay vẫn ăn này. Hay quá. Có khi ở trong bố set cho flame ngon hơn đấy anh em nhỉ. Đứng đằng sau đánh thôi chứ còn ở trên có vẻ không ổn lắm. Ở trên con cây nó có được đánh đâu mà. Bố set này cái hiệu ứng của nó cũng sẽ không giật được trên người con Ru đâu. Con Ru lúc nó xoay nó kháng mọi cái loại phép thuật luôn. Cứ miễn là sát thương là phép thì là nó kháng được. Nên là cái con cây nó có thể chịu sát thương và nó có thể phản cái set. Nhưng mà nó sẽ không gây được đam vào người con Ru. Không gây được đam vào người con Squad Master. Chuyện này chung kết được gặp hai thằng đỏ
kết hợp với cả xoay ấy. Đồ nó lấy toàn đồ kháng phép rồi này. Toàn đồ kháng phép thôi. Nó nhét thêm được cái con Warlock vào nữa để nó có khả năng hồi máu. Chưa ra Squire nhỉ? Hay chơi 9m? Chơi 9m không? Rớt này. Thiếu một con mết, thiếu con Squire. Đây, kiếm con này vào đây. Tôi nghĩ lại rồi, chơi này phải chơi 9m thôi. Đây rồi, đủ rồi nhá. Chín mét bốn gót anh em ạ, 9m4 gót kẹp với cái cây đánh ở level 10. Ok, dồn đồ cho flame rồi, trận này dồn đồ cho flame thôi anh em ạ. Cây không ăn thua đâu. 9m4 gót tối thượng, dã man. Đấy, đấm nổi không? Đây là 9m4 gót đấy nhá. Đóng đá đối thủ đi. Xét là giật đi. Giật xét đấy nè, đúng rồi. Ui mà nó trâu ấy nhở anh em nhở. 9m cảm giác là không ăn thua kìa. Con già quẹt từ lấy giờ quẹt 3 lần trưởng rồi. Chưa chết được bọn nó. Điều rồi đấy. Quẹt 3 lần trưởng rồi không giết được nó luôn. Quá điều. Điều thật. Anh em có để ý con già nó quẹt 3 lần trưởng mà những cái con nó không phải là con du luôn mà nó còn không chết. Trâu thế. Không ăn được à? Thằng này lấy toàn đồ kháng phép rồi. Không biết nó kẹp cá không nhỉ? Thưa đánh ở level 10 là kẹp được cá đấy. Bộ này bây giờ nó kẹp được 2 cá vào đánh ở level 10 được. Thậm chí là 4 cá bỏ bớt được gót. Nhưng mà thôi chắc là nó sẽ không bỏ gót đâu. Bây giờ tôi cần tìm thêm một cái đồ tím nữa anh em ạ. Tôi sẽ kiếm một cái món tím dành cho cái bọn phép thuật này. Nó có thể là gì? Nó có thể là cái xích. Hoặc là có thể là cái rô. Au, đây rồi. Được. Cũng ổn đấy. Con già vừa lấy không có xích nên là có vẻ tung trưởng hơi bị yếu một tí. Nhưng bây giờ có xích để xem nào. Xem là mấy lần lướt qua. Ơ à. Bị hack ạ. Cày thật. Chưa tung được phát nào thì bị hack rồi. Anh em nhìn cả. Đây là 9 mét đấy nhá. Sao bây giờ mét nó yếu ấy anh em nhở. 9 mét mà già 3 lần lướt qua mới clear được. Điều thật. Trông cảm giác không ăn thua luôn ấy. Già là già kết hợp với 4 gót đấy nhá. Gây được 20k đam rồi kìa. 3 lần 4 lần tung trưởng mà còn không clear được cái bọn đỏ này. Điều quá đi mất rồi. Thật là như thế á. Mặt đây là cái đội hình tối thượng rồi đấy. 9m 4 gót rồi rồi. Còn thế nào nữa đây? Còn muốn như nào ở đây? Bình thường cái bộ 9m fake thì nó có vẻ như là nó khá là mạnh đấy chứ. Đúng không? Bây giờ mình 9m hàng riu còn kết hợp với cả gót nữa. Mạnh hơn rất là nhiều luôn. Ui nó kẹp cá rồi. Hỏng rồi. Khó rồi. Kẹp cá kìa kìa. Khó chịu nhá anh em nhỉ. Cái con sờ tôm Saman của nó tung trưởng rất sớm nhá. Rất nhanh luôn. Trước cả con già của tôi. Ơ kìa. Anh em thấy điều không? Con già kìa. Nhìn con già của tôi kìa. Và ai ạ? Ui đơ rao nó đẩy nhiều thế. Hỏng rồi. Ui mẹ ơi vãi đái.
Cái gì đấy? 26 máu. Vớ vẩn thua. Vớ vẩn thua ngược. Vớ vẩn thua ngược này. Điều quá đi mất rồi. Vãi đái. 6 đỏ giờ nó mạnh như thế sao? Mà con cây nó phế thật đấy. Cây 3 sao mà chả tăng cơ được tí nào luôn ý. Có khi là vớ vẩn là thôi, thôi thôi chắc là bỏ bài. À bỏ cái đồ của người con cây ra cho dồn cho con flame phía dưới thì ngon hơn ấy, anh em ạ. Đúng không? Cây này thôi, tôi nghĩ là cầm đồ làm gì. Chết ngay mà vừa lấy có mấy giây thì chết rồi. Thôi cho flame cầm ấy. Con flame này mới đủ đam giết được. Được không? Lần này thì sao? Lần này thì sao? Lần này thì sao bạn ơi? Ủa khó thế. Căng không? Căng không? Căng không? Căng không? Ra. Căng không? Ok 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 ok. Ơ sao máu đi rồi? Sao máu đi rồi? Ui giời. Ơ làm sao ấy nhở? Sao con du quả đấy nó lại ăn đam nhỉ anh em nhở? Điều thật đấy. Tự nhiên lại quay đi quay lại nhìn thấy con du còn có tí máu xong còn chết ạ. Phải có lý do gì mà nó không xoay được ấy nhỉ? Ờ ngon. Cứ tưởng thua sự cuối cùng lại vẫn thắng anh em ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ không thua ở đâu. Con flame của tôi tí nó lên được 3 sao thì nó cũng sẽ ăn được đó. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Bắc ở trong game khiến cho tôi cực kỳ là cáu luôn. Suýt nữa thì đập vỡ cái màn hình điện thoại. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem lại cái bộ God kết hợp với Feather anh em nhá. Ở trận trận đấy thì con cây nó lại rất là ngon. Không hiểu tại sao nó lại khá là ngon. Anh em cứ tin tôi. Cây đúng là cây bất tử luôn á. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.